với nước đập rất căng. Vẫn vít xuống, vẫn lên. Vẫn lên, vẫn lên, vẫn lên. Vẫn lên. Chém cầu rất tốt từ Tuấn Đức. Xin chào các bạn, mình là Support Hùng, người sẽ đồng hành cùng bạn trên cương vị người bình luận trong trận đấu này. Và đối thủ của họ là cặp đôi Chí Đức, Tuấn Anh cũng đến từ đơn vị Shibuya Hà Nội. Đây là một trận đấu nội bộ. Không biết các vận động viên sẽ có thể cống hiến cho chúng ta một trận đấu hết mình hay không. Đập cầu tốt từ Chí Đức. Đôi trẻ đánh cũng rất cống hiến. Thủ rất hay từ Chí Đức. Tốt quá. Tay rất dài, Hồng Nam vẫn rất chắc chắn. Điểm 4-3 cho Chí Đức Tuấn Anh. Có vấn đề gì không? Rất hay. Hôm nay Chí Đức Tuấn Anh đánh cũng rất hay. Thủ lý thật, hay quá. Cầu ngoài. Đập cầu tốt từ Chí Đức. 7-5 cho Chí Đức Tuấn Anh. Quay lại ở chất lượng Full HD app YouTube cho anh em buổi tối ngày hôm nay sau nha. Ăn rồi, vẫn chưa ăn được. Đúng rồi đấy, không ăn mới lạ. Tốt, hôm nay đường cầu còn hay hơn cả bên kia. Vẫn thủ lên được. Một tình huống đập cầu trượt lưới. Số 10. Thank you.
ngoài sân. 12-11. Vẫn còn, rất hay. Cầu lỗi từ Trí Đức, Tuấn Anh. 13-11. Bật như tôm. Hai thằng em hôm nay thủ dai quá. Cầu ngoài. 12-13. Phong Lao, cơ hội tấn công. Rồi, rất hay. Anh ơi, bán kết còn lại là Triệu Nghĩa gặp Tuấn Anh Thiều. Toàn những trận đấu siêu kinh điển. Cầu lật lưới rất hay. 13-14. Đập cầu tốt. 15-13 cho Tuấn Đức Hồng Nam. Đập cầu rất căng từ Tuấn Đức. Có khoảng cách 3 điểm được tạo ra rồi. Nó cũng rất là hay. Cầu ngoài. 17-13. Trận bên kia buổi tối anh em xem lại sau nhá. 18-13. Một pha ép góc dưới này. Mười 19-14. Oh my God.